Kỷ niệm 78 năm ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9, tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào thể thao trong ngành giáo dục trên địa bàn thành phố. Giải bóng chuyền truyền thống ngành giáo dục huyện Hóc Môn được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Thể thao huyện với sự tham dự của các đội Hóc Môn, Củ Chi, quận 12 và Bình Tân, thành phần là cán bộ, giáo viên công tác tại các trường học các cấp trên địa bàn từng đơn vị. Rất là vui khi có cái sự liên kết và đồng thời là thi đấu rất là thăng hoa, vậy rất là vui. Có một cái giải đấu mình tham gia, rồi mình sẽ phép của thời gian đầu. Đó, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái công tác nó tốt hơn. Cũng có bất ngờ tại vì ở trong trường là mấy thầy rất là hiền, không có là áo lửa và rất là chiến. Nhất là những cái pha mà đặt bóng. Nhờ có những trận đấu này thì em sẽ cố gắng tập luyện để có thể giỏi hơn trong những tất cả những môn thể thao mà em thích. Sôi nổi kịch tính trong từng trận đấu cho thấy phong trào thể thao ngành giáo dục ở các quận, huyện, ngoại thành luôn tiềm năng, phát triển mạnh. Đây là động lực để các nhà quản lý hướng đến những giải đấu quy mô cho nhiều đơn vị hơn, tăng hiệu quả trong công tác giáo dục và làm gương cho các em học sinh cùng tích cực rèn luyện, năng nổ trong các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao thể chất.